Sau khi xem phim xong và ra bên ngoài, Đinh Tiễn vô tình bị đám đông đẩy ngã và bị trẹo mắt cá chân. Sau khi hai người ngồi nói chuyện cùng nhau thì Đinh Tiễn đã kể ra lý do đổi chỗ với Trạch Hiên. Thế việc cảm thấy chuyện nhỏ như vậy mà cô lại để bụng bữa giờ. Khả Khả và Tưởng Trầm lúc này đang rình bắt tên giang hồ. Khi Khả Khả đang mất kiên nhẫn thì phía trước có động tĩnh, đó là Trạch Hiên và Sa Địch vừa đi xem phim về. Trạch Hiên trêu chọc Sa Địch nên đã bị cô gọi là tên biến thái. Sau đó Sa Địch đã đi vệ sinh một lát. Tưởng Trầm vì chỉ nhìn bóng lưng phía sau nên nghĩ là tên giang hồ nên đã lao đến túm lấy mặt mà đánh. Tư Việt và Đinh Tiễn đang về, nghe thấy tiếng động nên đã chạy tới thì thấy hai người đang đánh tên giang hồ biến thái. Anh cũng đã góp sức bồi thêm mấy phát. Khi Sa Địch đi vệ sinh ra và cũng nghĩ đó là tên biến thái nên đã đánh hắn. Khi nghe giọng của Trạch Hiên thì mấy người mới dừng lại. Trạch Hiên khuôn mặt sơ sát vì bị đánh từ trong áo lộ ra. Anh không ngờ anh em chí cốt với bạn bè lại là người đánh anh. Trạch Hiên sau đó đã nhõng nhẽo một hồi lâu nhưng bị Sa Địch mắng nên đã im lặng. Từ xa vọng lại, giọng nói trẻ em khi đến nơi mới biết thì ra tên giang hồ kia lại đi bốc lột tiền đám học sinh tiểu học. Trạch Hiên rất hận hắn vì hắn mà anh đã bị hiểu lầm rồi ăn đánh một trận. Tên giang hồ đã sợ hãi co rúm lại rồi chạy đi. Lúc Tư Việt đưa Đinh Tiễn về nhà, anh đã bảo cô đứng đợi một lát, sau đó chạy vào nhà lấy ra một hộp màu tặng cho cô. Thì ra khi Đinh Tiễn nói chuyện với Dương Thuần Tự là nhờ cô ấy mua màu dùm. Đinh Tiễn rất vui vì kết quả đạt được như này. Sắp tới sẽ có một cuộc thi vẽ nên Sa Địch và mọi người ủng hộ Đinh Tiễn đi thi. Nhưng khi cô về hỏi mẹ thì bà bảo chuyện này rất tốt. Nếu thường ngày thì bà sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng bây giờ đang là thời gian thi trọng điểm, cô cần tập trung vào học. Dù mẹ cô đã nhẹ nhàng giải thích cho cô, nhưng Đinh Tiễn lại mặt nặng mày nhẹ, lấy lại tờ đơn đăng ký đi vào phòng. Em trai Đinh Tuấn Thông cũng đem ra cuốn vở văn cho mẹ đọc, nhưng nội dung lại là lục cuộc cãi vã của mẹ và chị rất đau đầu, khiến mẹ tức giận, mắng cậu một trận. Khi mẹ rời đi, cậu đã nói với bố sau này sẽ không dám cưới vợ. Ông cũng đồng tình mà nói, đàn ông mới có thể hiểu nhau. Hôm sau đến lớp, Đinh Tiễn nói có lẽ cô sẽ không tham gia, nhưng Tư Việt đã cầm lấy tờ đơn bảo cô đừng bỏ cuộc, sau đó thì đi đăng ký. Vào hôm diễn ra cuộc thi, bố cô giúp cô nên đã quyết định dẫn vợ cùng Tuấn Thông đi ăn nhà hàng. Nhưng tên nhóc Tuấn Thông lại quấy phá không muốn đi nên đã bị cho ở nhà và bảo Đinh Tiễn coi em. Tuấn Thông đã biết chuyện cô sẽ trốn đi thi vẽ nên mới ở nhà để làm khó cô. Khi Tư Việt gọi nói đang đợi cô thì Đinh Tiễn đã nói tình hình hiện tại. Tư Việt đã gọi Sa Địch và Trạch Hiên đến để trông coi Tuấn Thông. Khi Trạch Hiên cố bắt chuyện thì lại cho bị ăn bơ vào mặt. Cũng may Sa Địch nói thì Tuấn Thông mới đáp lại, đúng là có gái vào thì nó khác qua hẳn. Đinh Tiễn nhân cơ hội đó trốn ra ngoài cùng Tư Việt. Tưởng Trầm khi định đèo Khả Khả đi chơi thì chiếc xe của anh đã bị Tư Việt mượn đi, còn lại chiếc xe đạp. Anh như muốn chui xuống lỗ vì ngại mà đèo Khả Khả bằng chiếc xe này. Đinh Tiễn sau một hồi vẽ thì cũng đã thi xong. Lúc hai người vừa về nhà thì bất ngờ vì bên trong như một bãi chiến trường. Sa Địch và Trạch Hiên trông rất mệt mỏi, bất lực với tiểu quỷ này. Nhìn đồng hồ có lẽ mẹ sắp về nên mấy người bắt tay vào dọn dẹp, còn Tư Việt phải làm bài tập giúp để bịt kín miệng Tuấn Thông. Khi mẹ cô về thì rất vui vì bạn bè Đinh Tiễn lại đến chơi. Không những thế, con giảng bài cho Tuấn Thông, bà đã hỏi một câu trong đề nhưng vì do Tư Việt làm nên cậu nhóc không biết gì. Cứ nghĩ mọi chuyện đã bại lộ đến nơi thì bà nghĩ do Tuấn Thông mò quên nên không nghi ngờ gì. Hôm sau ở lớp học, Mỡ Lưu đã gọi Đinh Tiễn đến văn phòng khiến cô ấy lo lắng, không hiểu chuyện gì. Lúc về nhìn vẻ mặt cô có vẻ buồn nhưng sau đó đã đem ra tấm bằng khen giải nhất môn vẽ. Ai nấy đều vui mừng cho cô. Vì để cảm ơn mọi người nên khi về, Đinh Tiễn đã đãi mọi người một bữa. Khi mọi người nói đến ước mơ trong tương lai và đến Đinh Tiễn thì cô không biết nói gì mà đổi chủ đề. Đinh Tiễn cảm thấy bản thân sống không biết mai sau sẽ làm gì, không có định hướng. Hôm sau đến lớp, vì Đinh Tiễn đầy bụng nên đã xin nghỉ tiết thể dục. Khi mọi người đi hết thì Tư Việt đã pha nước ấm đến, sau đó đắp áo cho cô. Anh đã nằm xuống một bên thì Đinh Tiễn đã tỉnh dậy. Hai người cùng trò chuyện về ước mơ. Cô nói có lẽ thứ cô muốn trước mắt chính là thi đậu vào trường điểm để có thể dằn mặt những người nghĩ cô không thể thi vào trường đại học bình thường là được rồi. Tư Việt nói rằng sẽ giúp cô chuỗi ngày tháng sau đó. Hai người đi đâu cũng có nhau, cùng nhau học bài. Khi kỳ thi kết thúc, điểm của cô cũng rất cao. Sa Địch đã đưa cho cô tờ giấy hẹn cùng đi cắm trại dã ngoại. Khi Đinh Tiễn về nhà thì học trưởng cũng đến thăm cô. Đinh Tiễn đã nói ra mong muốn được đi cắm trại nhưng đã bị mẹ từ chối vì đây là hè cuối cùng nên cô không được lơ là. Thấy Đinh Tiễn nài nỉ như vậy, học trưởng đã nói rằng hôm đó anh và bạn cũng đến đó cắm trại, anh sẽ trông chừng cô giúp. Lúc này mẹ cô mới yên tâm mà đồng ý cho cô đi. Vào tối đêm cắm trại, khi mấy người đang ôn lại bài thì học trưởng đã đến hỏi Đinh Tiễn có muốn cùng nhảy lửa trại không thì cô đã đồng ý. Cứ việc không muốn cô đi chơi với anh ta nên đã nói cũng muốn tham gia. Bữa tiệc lửa trại bắt đầu, mọi người bắt đầu nắm tay nhau. Tư Việt cũng lấy tay học trưởng đang không hiểu gì ra mà nắm. Sau đó anh và Đinh Tiễn cũng nắm tay nhau khiến cả hai rất vui. Dưới ánh lửa trại cháy rực như phi phai, mọi người đã cùng nhau nhảy rất vui.
Khi Tư Việt và Đinh Tiễn ngồi tâm sự, Đinh Tiễn nói lúc trước cô rất hướng nội nhưng bây giờ đã có rất nhiều bạn bè và còn có cả anh nữa. Hai người đang say đắm nhìn nhau thì điện thoại của Đinh Tiễn reo lên. Mẹ đã gọi cho cô về nhà vì bà của Đinh Tiễn đang ốm nặng, có thể sẽ ra đi nên mấy ngày nay cô sẽ phải tự chăm sóc bản thân. Cả nhà sẽ về quê thăm bà. Trước khi đi, mẹ cô đã nhờ cô Lý chăm sóc Đinh Tiễn dùng, có gì cứ nói với cô ấy. Vào trong nhà, Tư Việt khuyên cô không cần lo lắng vì bà cô chắc chắn sẽ khỏe lại. Cô Lý hỏi cô hay mấy ngày nay cứ đến đây ở lại, nhưng Đinh Tiễn không muốn làm phiền nên đã từ chối. Tối hôm đó, khi về nhà, Sa Tịch đã gọi cô hỏi có ổn không. Con gái ở nhà một mình thường thì rất nguy hiểm, Đinh Tiễn cũng không để ý cho lắm, nhưng bỗng nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô rón rén đi đến nhìn qua mắt mèo thì thấy bên ngoài có một người đàn ông ăn mặc kín mít. Sau đó anh ta cũng nhìn vào trong khiến cô sợ hãi. Đinh Tiễn đã chạy vào nhà tắm lấy cây gậy phòng thân ra. Bên ngoài cửa bắt đầu bị mở ra, Đinh Tiễn lập tức lao ra đánh nhưng đó lại là Từ Việt. Thì ra mẹ cô đã đưa anh chìa khóa sơ cua nên anh sang xem tình hình thế nào. Anh nói rằng có tên trộm đang dò thám khu này và nhà cô cũng bị hắn đánh dấu. Sau đó Từ Việt gọi cho Trạch Hiên và Sa Địch về trước vì cô đã an toàn. Cô Lý đã gọi cho mẹ Đinh Tiễn để xin cho cô được sang nhà ngủ. Mẹ Đinh Tiễn cũng lo lắng nên đã đồng ý. Hôm sau ở nhà, Đinh Tiễn đã dọn xong đồ đạc vào và đợi Tư Việt đến. Thấy cô đem theo ít đồ như vậy nên anh đã dẫn cô đi siêu thị mua đồ. Nhưng tính Đinh Tiễn tiết kiệm nên những món đồ đắt tiền anh chọn cô đều bỏ lại hết. Lúc này Tưởng Trầm và Khả Khả cũng đi siêu thị cùng nhau nên đã bắt gặp. Hai người đã nhận ra mối quan hệ của Việt Khả Khả. Khả Khả nhìn thấy đống đồ cá nhân thì hỏi Đinh Tiễn đang làm gì. Sa Địch sau đó cũng biết được tin Đinh Tiễn ở nhà của Tư Việt. Đinh Tiễn đã cố giải thích chuyện này không như cô nghĩ nhưng Sa Địch vẫn không tin. Cô Lý đã vào phòng hỏi cô còn cần gì không. Cô nói thấy Đinh Tiễn là cô rất vui, vừa ngoan vừa hiểu chuyện nên đã muốn có con gái như cô từ lâu. Sau đó còn cho cô xem mấy bức hình của Tư Việt lúc còn nhỏ, trong đó có một tấm khi Tư Việt mang đồ con gái. Tư Việt đỏ mặt chạy vào giật lấy tấm ảnh. Khi Đinh Tiễn khen tạo hình đó khá độc đáo thì anh ngại ngùng rời đi. Nghe được cuộc trò chuyện của mấy người thì Sa Địch bảo ngày mai cần phải họp gấp. Sáng hôm sau cô lại mải ngủ nướng nên Tư Việt đã vào gọi, nhưng cô như đang say thuốc mà gọi mãi không dậy nên anh đã lấy máy phát nhạc Trịnh Công Sơn cho cô nghe. Đinh Tiễn nhờ vậy mới chịu tỉnh. Hôm sau giờ học, đám con gái đã họp lại cùng nhau bàn bạc về ngôi nhà hạnh phúc của Đinh Tiễn khiến cô bối rối. Vào buổi tối, vì mẹ Đinh Tiễn bận việc nên hai người đã cùng nhau ăn cơm, nhưng mẹ anh rất ít khi nấu cơm nên mặt chát. Tư Việt bảo sẽ đãi cô ăn gì đó nhưng cô đã từ chối vì ăn như này vui hơn. Vài ngày sau khi hai người vừa đi học về thì nghe trong phòng có tiếng của bố mẹ Tư Việt phát ra. Mẹ anh đang nghi ngờ chồng đi chơi với gái, nhưng ông chỉ vì bận công việc nên hai người đã cãi nhau. Khi thấy hai người, cô chú đã bình tĩnh lại như chưa có chuyện gì xảy ra mà đi nấu cơm. Tối đó, Đinh Tiễn đã đến phòng Tư Việt xem anh học hành như nào, rồi sau đó cô hứa với anh chuyện lúc chiều nhất định sẽ không nói ra, còn khuyên anh vợ chồng cũng sẽ có lúc mắng nhau nên không sao đâu. Tư Việt kể về mẹ anh từ nhỏ đã được nuông chiều, ở nhà bà ấy chỉ làm nội trợ nên hay suy nghĩ linh tinh về bố, nhưng bà rất hoạt bát nên rất nhanh sẽ quên thôi. Hôm sau khi ở trường, thầy giáo đã đem một thùng từ thiện để nói rằng bố của Hà Tĩnh Văn tai nạn công trường nên đã mất, thầy muốn mọi người đến ủng hộ giúp cậu ấy. Tuy thường ngày tính cậu ta rất đáng ghét nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, dù gì tiền cũng sẽ được gửi cho ông bà cậu ấy. Ở lớp, Đinh Tiễn và Tư Việt đã lấy hết tiền tiêu vặt để ủng hộ. Đúng lúc Hà Tĩnh Văn nhìn thấy nên đã đến cảm ơn, sau đó xin lỗi chuyện trước đây. Tối đó, khi hai người học bài cùng nhau, Đinh Tiễn nói Tư Việt mà vào học ở Thanh Hoa thì cũng sẽ được gần bố, vui biết bao. Tư Việt đã nói hai cô cũng thi vào trường ở Giang Lăng để hai người ở gần nhau. Vì mải nghĩ về chuyện lúc tối nên cả ngày Đinh Tiễn cứ nghĩ đi đâu còn cần một mình. Tối đó khi hai người đang học bài thì bỗng mất điện. Lúc Tư Việt lấy nến vào thấy cô đang ngồi co ro thì biết cô sợ bóng tối. Anh đã lấy tai nghe đeo cho cô, sau đó mở bài nhạc anh yêu thích thì Đinh Tiễn mới hết lo lắng. Sáng hôm sau, ở trước cổng ký túc xá, Tưởng Trầm và bố đã cãi nhau vì anh muốn đi lính, nhưng bố anh lại luôn ngăn lại, không muốn anh chịu khổ. Cũng may Tư Việt đã đến nói gì đó với bố Tưởng Trầm nên ông nhờ anh khuyên cậu ấy giùm. Vào buổi đêm, Đinh Tiễn học bài khuya, đói bụng nên đã chạy đi tìm đồ ăn. Đúng lúc Tư Việt ra ngoài nhìn thấy nên cả hai đã ngồi ăn cùng nhau. Tư Việt kể lại chuyện lúc sáng, anh nói với bố Tưởng Trầm rằng cậu ấy muốn trở thành một quân nhân ngầu lòi như ông nên ông mới bỏ qua. Nói đi cũng phải nói lại, điểm của Đinh Tiễn đang rất gay go nên anh đã kéo cô vào để học tiếp. Hôm sau, Khả Khả khi đi shopping với bạn về thì nhìn thấy Tưởng Trầm đang đứng đợi mình. Thấy cô mặc váy ngắn như vậy, anh đã lấy áo mình buộc vào eo cô rồi bảo cô lên xe. Anh chở đến nơi tập luyện. Tuy ngoài miệng nói không lên, nhưng cô lại chọn nghe theo con tim mà không phải miệng nên đã lên xe. Vào buổi tối khi hai người đi xem phim cùng nhau, anh bảo sau này có thể gọi điện hoặc viết thư cho nhau, rồi bảo có lẽ anh đơn phương cũng được. Sau đó, Tưởng Trầm đã đưa chìa khóa xe cho cô, bảo đây là quà chia tay. Khả Khả cũng mỉm cười hứa sẽ giữ chiếc xe giùm trong lúc anh đi nghĩa vụ. Hôm sau là ngày Tưởng Trầm đi, nhưng buổi sáng anh muốn quậy pizza một trận. Anh muốn học kỹ năng đánh pizza của Đinh Tiễn và nghĩ kỹ năng của hai người quen nhau nhưng lại thua tận thệ.
anh đã đến chỗ Sa Địch và Đinh Tiễn dặn sau này nếu Khả Khả đi chơi với tên đàn ông nào thì báo cho anh, rồi anh sẽ cung cấp thông tin về anh em mình cho cô. Khi mấy người ra ngoài thì Khả Khả đã đứng đợi anh, lấy tín vật ra trao thì cả nhóm liền ồ lên cười. Sau khi nhìn mặt những người bạn thì tưởng Trầm đã cùng Khả Khả rời đi. Với Tư Việt có kỳ thi Olympic, nếu giành được giải thì sẽ chuyển thẳng vào Thanh Hoa, khiến cả lớp rất ngưỡng mộ. Thấy anh mệt mỏi như vậy nên khi hỏi ý kiến Sa Địch, cô quyết định sẽ làm bùa cầu may. Khi Tư Việt muốn đến chỉ bài thì vì giữ bí mật nên cô đã đẩy anh ra ngoài. Sáng hôm sau cô ngủ nửa quá nhiều nên sắp trễ giờ. Lúc chạy đến cũng may anh đang sắp vào, cô đã tặng cho Tư Việt bùa cầu may cổ vũ anh. Tư Việt đã xoa đầu rồi bảo cô về nhà làm bài tập. Bỗng dưng Mợ Lưu xuất hiện khiến cho cả hai giật mình. Thầy hứa với Tư Việt rằng nếu anh đậu vào Thanh Hoa sẽ đáp ứng anh một nguyện vọng. Một thời gian sau anh cũng đã thi xong. Tối hôm đó khi hai người đang đùa giỡn nhau thì mẹ Đinh Tiễn đã gọi đến. Mẹ bảo cô về quê vì bà cô đã mất. Khi bà mất, bố cô rất buồn, không nói gì mà ngồi một mình. Học trưởng đã đến hỏi thăm Đinh Tiễn. Sau đó anh được cho cô viên kẹo sữa giống như lúc nhỏ. Khi cô bị bắt nạt, anh cũng làm vậy. Ở nhà của Tư Việt vì là ngày Tết nhưng bố anh lại phải đi làm đột xuất nên đã cãi nhau với mẹ. Khi Tư Việt ra ngoài thì bố bảo anh ở nhà quán xuyến nhà cửa thay ông. Đinh Tiễn đã nhắn tin hỏi anh có ở đó không thì anh đã gọi lại. Tư Việt hỏi nhà cô sao rồi thì mọi chuyện đều ổn cả. Thấy Tư Việt không nói gì nên biết anh đang buồn. Đinh Tiễn đã hát bài trên giúp cả hai bớt buồn. Vài ngày sau cũng là thời gian đi học lại, thầy thông báo Tư Việt đã thắng cuộc thi Olympic và được tuyển thẳng vào Thanh Hoa. Sau đó anh bảo Đinh Tiễn chuyển lại về chỗ vì nguyện vọng của anh là cô được trở lại chỗ cũ. Trạch Hiên cảm thấy rất đau lòng, anh em vì gái mà bỏ bạn. Vì để Đinh Tiễn có thể cố gắng học mà thi vào đại học ở Giang Lăng nên anh đã soạn cho cô một tấm thời gian biểu học bài rất chi tiết. Vì là học sinh xuất sắc nên Tư Việt đã được làm người đại diện phát biểu trước toàn thể học sinh. Thời gian rất nhanh đã trôi qua và đến ngày thi tốt nghiệp. Ở trong phòng thi, bỗng dưng đầu Đinh Tiễn trở nên trống rỗng vì quá căng thẳng mà những bài trước đây đáng ra dễ dàng làm được nhưng bây giờ thì không. Thế là cô đã thi không được tốt. Khi ra khỏi phòng thi, Tư Việt đã đứng đợi cô. Anh muốn cùng tổ chức một bữa tiệc nhưng cô đã từ chối mà muốn được đi ăn uống riêng với gia đình. Khi hai đứa bạn thân ngồi uống với nhau, Đinh Tiễn đã nói về chuyện không làm được bài. Sa Địch an ủi Đinh Tiễn vì cô cũng không làm được bài, sau đó cả hai đã ôm nhau khóc vì sắp phải rời xa nhau. Một lúc sau, cả hai say mềm ra về. Đinh Tiễn còn tưởng cái thùng rác là Tư Việt nên đã ôm nó. Tư Việt đã xuất hiện khiến cô rất bất ngờ. Anh đã đưa cô về. Trên đường về, vì Đinh Tiễn đi loạn choạng nên anh đã cõng cô. Khi Đinh Tiễn nói những thứ vớ vẩn một lúc thì hôn vào má Tư Việt rồi ôm chặt lấy anh. Tư Việt rất vui mà cõng cô về. Còn ở bên này, Thầy Hiên đang cố giải rượu cho Sa Địch nhưng vì có hơi mê nên cô nhõng nhẽo nói sau khi tốt nghiệp cả hai sẽ phải chia xa. Sau một hồi mắng anh thì Sa Địch hỏi sao chơi lâu như vậy mà anh vẫn không nhận ra cô thích anh. Trạch Hiên cũng nghiêm túc nói nhiều năm như vậy anh luôn đi theo cô như vậy, không thích cô thì thích ai. Sau đó anh tiến lại gần hôn Sa Địch.